quay trở lại với vấn đề chuyên môn này, là cái lý do gì mà lần này mình quyết định kết hợp với anh Quỳnh Thần? À, thật ra để mà nói cũng không hẳn là làm một cái chuyện mà chọn người đâu. Tại vì chị với Tuấn cũng đã có một cái sự ước hẹn từ 1000 mùa thu trước rồi, 1000 mùa thu trước rồi em. Là từ ngày mà bắt đầu chơi với nhau là cũng đi thu rất là nhiều những ca khúc song ca rồi, nhưng mà nó đều vì một cái lý do gì đấy mà không thể nào hoàn thành được, cũng như là không thể cho ra được sản phẩm cuối cùng. Nên là khi mà cái dự án đĩa của chị và Tuyền bắt tay vào làm thì trong đấy có một cái ca khúc mà Tuyền viết thì ballad nhá. Nói thật sự là để mà nói là ballad thì cái người đầu tiên mà chị nghĩ ra ngay trong đầu chắc chắn sẽ là Bùi Anh Tuấn rồi. Thứ nhất là vừa là bạn thân, thứ hai là hai đứa hát rất là hợp giọng. Thứ ba là vì có một cái món nợ với nhau như vậy nên là chị quyết định là phải trả nợ cho xong cái kiểu thế. Để xong cái sản phẩm này thì hết chơi cũng được, em hiểu không? Người ta gọi là chốt nhiều duyên khi, ừ, nhiều khi vậy mà không, thực ra cũng có duyên là bởi vì là mình ra cầu hôn này, xong rồi Tuấn ra cưới nhau đi với cả Hiền Hồ đúng không? À. Theo chị nghe nói sắp kết hôn là quá hợp lý đúng không đúng em? Đúng rồi, là một series luôn, một concept đúng luôn. À, nhưng mà trong MV này, đoạn cuối thì lại rất là ẩn ý, cái đoạn của anh Tuấn đó. Rất là ẩn ý, thì chúng ta sẽ đến với một thử thách nho nhỏ. Thử thách này rất là dễ thôi, có tên là nghe nói, ba chấm, mừng cho, ba chấm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những cái câu nói này, nhưng mà mỗi người thì em sẽ đưa ra cho những nhân vật khác nhau và mọi người phải nghĩ ra một cái viễn cảnh hoặc là một cái tin đồn nào đấy để phù hợp cho câu nói vừa rồi. Đó. Cẩn thận là mồm xa là chết đấy. Của chị là anh Isaac. Isaac. Nghe nói anh yêu thầm em từ lâu rồi, em mừng cho chúng mình. Này, chị nói nhá, xác thực cực kỳ luôn. Chị biết được thông tin này, nghe nói là anh coi như đặt bài hát song ca với em với Hiếu Kim Tuyền đúng không? Mà anh không hề nói gì với em hết, anh coi như chủ động đặt bài Hiếu Kim Tuyền. Hay là làm cái kiểu là bất ngờ ấy. Bất ngờ ư? Ừ. Rất biết, là đâu, biết đâu được đấy. Thế thì chắc là trong tương lai là mong chờ một cái sản phẩm kết hợp giữa hai người. Ôi, chú Isaac cũng yummy lắm, chị cũng thích. Chị Hương ở live stream có rất nhiều khán giả, khán giả nhỏ tuổi. Nhỏ tuổi.